Có người bảo rằng miền Tây ngoài những cánh đồng, những vườn cây và những con người chất phác thì không có quá nhiều điều để khám phá. Tôi là Khoai Lang Thang, một người con của miền Tây sông nước. Và miền Tây còn có rất nhiều điều để kể và tự hào hơn thế. Đấy, đây là cái bồn có tới 4 cái ngó. Mọi người che cháy này nè, rồi mình sẽ lấy cái bánh. Nó dễ bị hư ha. Wow. Cô thấy dân miền Tây làm vậy giờ chị có nói vậy, chị nói lên tiếng nói giờ để cho số tiền đồng bào ở nước ngoài này kia với những cái mạnh thường quân á, những người ở ngoài rồi luôn. Dạ rồi. Miền Tây của chị đây là tự ăn được. Phải có thể là đây khổ mà ngoại khổ hơn á em. Dạ đúng rồi. Dạ, để giúp cho bà con ở ngoài. Dạ. Chị thì không đi tới ngoại nhưng mình thấy lên truyền hình đó. Bão lũ rồi đúng không chị? Dạ. Ở đây thì bà con đây có thể mùa nước này có thể sinh sống bằng hệ nước này được. Dạ. Ừ, chị còn nói thêm nữa quên. À quên. Đây chị em của chị đây là cảm ơn chú Ba Nghĩa. Dạ. Là đại diện Đông Băng. Đâu rồi chú Ba Nghĩa đang mất tiêu rồi. À chú Ba Nghĩa kìa. Chú Ba Nghĩa đang mặc áo xanh đó. Là anh lại hoài xấu hổ quá không có. Đây là chị em đại diện là cũng như cho chú Ba Nghĩa là chị em đại diện đây, chú Nghĩa cũng tạo lập cho cơ nghiệp cho chị em làm ăn đây là có. Dạ.